rùng mình phát hiện con trăn khổng lồ bám ngoài ô tô chạy trên đường cao tốc. Một con trăn khổng lồ đu bám ngay sau ô tô của một người đi đường đã được camera hành trình của xe phía sau ghi lại. Đoạn video được quay trên tuyến đường cao tốc tại Trường Sa, Trường Gia Giới đi qua thành phố Ích Dương của tỉnh Hồ Nam vào ngày 3 tháng 7. Trong video, một con trăn lớn màu vàng dài hơn 3 mét đang bò từ từ trườn ra khỏi chiếc ô tô đang di chuyển. Lúc đầu là phần đầu trườn lên nóc ô tô, sau đó là toàn bộ phần thân nằm vắt vẻo trên ô tô, khiến người xem hoảng sợ. Suốt chặng đường dài di chuyển, con trăn liên tục bò bám vào phía sau xe. Nhưng mà cuối cùng, nó đã bị ngã khỏi xe và rơi xuống lòng đường dẫn tới bị thương. Đoạn video sau khi được đăng tải lên trên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hoảng hốt. Họ rất tò mò xem con trăn đó tại sao lại chui ra khỏi chiếc xe đó. Một người xem bình luận, ai lại nuôi con quái vật này trong xe thế hả? Người xem khác cũng tò mò, sao con trăn không xơi tái người lái xe luôn nhỉ? Được biết, các nhân viên quản lý đoạn đường cao tốc Trường Sa - Trường Gia Giới chạy qua thành phố Ích Dương đã đưa con trăn khổng lồ này tới một trạm xăng gần đó để sơ cứu, trước khi giao nó lại cho ban quản lý rừng. Hiện không rõ chủ nhân chiếc ô tô màu trắng có hay biết về sự xuất hiện của con trăn khổng lồ hay không. Con trăn trong đoạn video thuộc loài trăn Miến Điện có tên khoa học là Python bivitatus. Chúng được các nhà khoa học xác định là một loài trăn riêng biệt và hiện nay thuộc một trong 6 loài rắn lớn nhất thế giới. Chiều dài trung bình của một con trăn đực vẫn khá lớn, từ 2,4 đến 4,2 mét, nhưng mà đôi khi có thể đạt chiều dài lên tới 5,1 mét. Một con trăn trưởng thành có thể đạt được trọng lượng hơn 90 kg. Loài trăn này thường khá hiền lành, đó là một trong những lý do tại sao chúng được nuôi rất phổ biến. Các bạn nghĩ sao về sinh vật này? Hãy comment cho tôi biết với nha. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Bí ẩn hôm nay ra thêm video mới nhé. Còn giờ thì bye bye!